bây giờ thời khắc quan trọng, giải lao rồi, suy nghĩ rồi, hai em quyết định giữ lại ai? Có thể cho em hỏi. Hỏi đi, muốn hỏi gì cũng được chứ. Bạn nghĩ gì nếu như người bạn yêu á vẫn còn ảnh của người yêu cũ ở trên Facebook của mình, để ở chế độ một mình xem? Câu hỏi của bạn rất là hay. Đối với riêng ai không biết, nhưng mà đối với riêng Thấm á thì trường hợp nó sẽ không chấp nhận được ạ. Còn bạn số 3 thì sao? Tùy mức độ của hình ảnh như thế nào. Ví dụ mình coi đó một người như người bạn thân cũ để lại thì em chấp nhận. Còn để lại để vương vấn tình cũ thì em không chấp nhận được. Em ấn tượng với cô gái số 3. Mời đèn của số 3. Cái sự suy nghĩ nó bắt đầu thay đổi, sao động chút xíu. Sao động. Bắt đầu cảm giác cô số 3 này bắt đầu thú vị hơn. Dạ. Bởi vì khi mà ra rất là tự tin và thể hiện cái cá tính riêng của mình á. Em ấn tượng với cô gái số 3. Số 3 luôn. Nói gì nữa. Mời hai em bước xuống dưới, quay mặt lên đây và chúng ta sẽ được xem mặt thật của hai bạn. Rồi mời hai bạn nữ. Hai đứa đứa nào cũng đẹp chứ. Đúng luôn. Bé số 4 là đẹp theo kiểu mà danh nhân. Còn bé số 3 cũng xinh xắn theo kiểu sinh viên. Hợp lý quá. Rồi mời tắt màn hình, mời hai bạn về chỗ. Mời gặp gỡ bạn số 4. Xin mời em. Tuổi đủ trưởng thành, đủ bình yên để thừa nhận sự cố chấp của bản thân khi xưa. Thì ra lý do của việc không buông bỏ chính bởi trong sâu thẳm lòng mình vẫn còn hy vọng. Cho đến một ngày nhẹ tên, em ngừng hy vọng để đón nhận một nhân duyên mới, thì lại lỡ hẹn tần số với cả hai bạn nam bên dưới rồi. Em dặn nhẹ cái, em xin mời hai anh tới đêm chăm sóc da cho hai anh cho thật đẹp để có bạn gái. Dạ, em mời hai anh đến tiệm em để chăm sóc da, để làm đẹp và để có bạn gái ạ. Em ra đây em có thấy ấn tượng với hai anh này không? Dạ, em ấn tượng với anh Đại nhiều hơn. Có thể chia sẻ là cái mẫu người bạn trai hay là người chồng tương lai của mình như thế nào không? Dạ, cái mẫu bạn trai của em như lúc nãy em đã nói là em không cần ngoại hình quá đẹp. Em chỉ cần một người gọi là chững chạc, tử tế, chân thành, biết tôn trọng người lớn. Đặc biệt đó chính là tự lập, tự lo được cho bản thân của mình, không nhờ vả vào gia đình. Có luôn em, trong chương trình chị có quay phim. Quay phim với vợ đâu, giơ tay. Nhiều lắm em nha, chị sẽ làm mai làm mối tiếp cho em sau chương trình này. Cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay, chúc Thấm là thành công trên con đường kinh doanh nha. Dạ em cảm ơn dạ, chị ạ. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn em. Và bây giờ là vòng 3, bí mật của chàng. Chúng ta hãy cùng khám phá hai chiếc điện thoại của Đại và Đức Anh nha. Xin mời. Đại ơi, trước đó em làm cái gì? Thật ra trước khi trở thành một diễn viên và MC thì em là một trong những hướng dẫn viên du lịch. Cũng thích công việc đó lắm, nhưng mà 3 năm về trước, trong lúc dẫn tour thì đoàn của em là có 300 khách. Vô tình lần đó gặp tai nạn thì 3 khách đã bị qua đời vì bị ngạt nước á. Và từ đó em bị ám ảnh luôn, chuyển sang công việc MC tới bây giờ. Lúc đó cảm giác trong đầu em như thế nào? Em cực kỳ sợ, bởi vì ngay cái lúc chìm tàu đó thì em không biết làm gì hết. Trên tay cầm laptop, trên tay cầm tất cả mọi thứ để chuẩn bị chương trình gala trong buổi tối. Và sau cái đó thì cái kinh nghiệm của em khi một cái sự hỗn loạn xảy ra thì cần cái gì nhất? Cứ bình tĩnh, phải tìm cái nơi nào mà chống người để cho những người khác cứu. Đừng có nên vào những cái chỗ đông người, thì ví dụ như người họ không biết bơi á thì họ sẽ bám vào mình, thì mình sẽ đuối nước theo họ luôn. Nhưng mà thật sự 300 người mà cứu được như vậy anh cũng nghĩ là rất là may mắn. Chia sẻ với em về cái công việc đó, nhưng nhờ công việc đó em lại có nhiều kinh nghiệm sống hơn, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Như vậy thì em đã đi nhiều nè, gặp nhiều nè, thì những cái gì trong điện thoại của em ghi lại nó sẽ sâu sắc hơn. Chị mong muốn là được nhìn thấy cái màn hình của em. Thực ra thì hình của em á tất cả đều trên Facebook hết, trong album không có, tại vì bộ nhớ nó quá ít. Vậy cho chị xem hình Facebook được không? Dạ được. Trong Facebook cũng là thú vị lắm á, tại vì đi tới đâu á mình cứ hay chụp rồi mình up cho bạn bè xem luôn. Dạ đây ạ. Ai đó? Cái này là một trong những cái vai diễn em vừa đóng. Cái này em chụp mẫu cưới. Ồ, đẹp quá, cho chị xem một tấm đi. Dạ, đây là một trong những vở kịch em vừa diễn. Em đang diễn ở đâu ạ? Dạ đây là một trong những vở kịch cà phê thôi chị. À, kịch cà phê. Dạ đây là tấm hình cách đây rất là nhiều năm rồi, 4 năm về trước. Ôi ôm nhôm nhách à. Lúc này còn làm hướng dẫn viên nè. Ờ dạ đúng rồi, lúc này còn làm hướng dẫn viên. Hiểu một ít về anh chàng này rồi con. Đức Anh, em vào đây bao nhiêu năm rồi? Em vào được hơn 1 năm rồi. Khó khăn gì khi em vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp? Khó khăn nhất là quãng thời gian đầu tiên của em thì em cũng chia sẻ là 1 năm về trước. 1 năm về trước em phải mượn tiền của bạn. Mượn bao nhiêu? Mượn có 1 triệu à. Có trả cho ông ta chưa? Dạ chưa.
Trời ơi, nhớ trả ngang một năm rồi mà chưa trả 1 triệu, coi cũng kỳ. Từ lúc em vào thành phố Hồ Chí Minh thì trong người của em chỉ có 1.500.000 đồng thôi. Mua vé như này như kia là hết mất rồi. Cũng phải bán cả laptop rồi như này như kia để sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không quen ai hết, em không có tiền luôn. Em vào đây em ở đâu? Em vào đây thì cũng may mắn một chút là có họ hàng xa. Thế em ở ké. Vâng, em ở ké được 1 tuần. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài sống, mình tìm được nhà rồi, chắc phải hơn 1 tháng. Em chỉ ăn mì gói không à? Và 1 tháng đấy em sụt mất 5 ký. Và trong 1 tháng đấy em cũng cố gắng tìm hiểu những nơi và đi hỏi xem ở đây có cần người hát không, rồi em cũng hát này kia. Thì thực sự là khi bước chân vào thành phố Hồ Chí Minh rất là khó. Và chị có bảo em tại sao em gan vậy? Tại vì thực sự là trước đây thì em đã đi nghĩa vụ quân sự 3 năm rồi. Thì bố mẹ em làm nghề gì? Mẹ em thì nội trợ ở nhà thôi, còn bố em thì làm công an. Hướng em theo luôn. Vâng, thì em đã đi rồi, em đi được 3 năm rồi. Hôm nay em muốn nói gì ba? Con muốn sống cái cuộc sống mà con đang chọn, sống với âm nhạc. Từ nhỏ đến bây giờ em cũng ít nói chuyện với bố lắm, nhưng mà em biết chắc chắn một điều, bố em cũng rất là thương em. Và kể cả cái lúc mà em ra sân bay đi thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, em chỉ đứng đến một mình thôi, mẹ cũng ở nhà, bố cũng ở nhà, nhưng em biết chắc chắn một điều là bố em nó khóc ở nhà. Tại vì bố mẹ lúc nào cũng thương con. Đúng rồi. Em tin điều đó. Em tin vào điều và đó. Và chị cũng tin là khi bố nếu có xem chương trình này, bố sẽ thấy em già đi hẳn. Sau 1 năm, Đức Anh đã già đi rất nhiều rồi đó chú. Con cũng không biết chú là ai, nhưng con mong là đây là một cái tần số và cái rung động thiệt. Nếu Đức Anh có quen một người bạn gái ở đây, có nghĩa là anh ta đã trưởng thành, anh ta có thể thành lập một cái gia đình, có thể chọn được cái nghề của mình. Và cũng như Đức Anh nói, sướng khổ bạn ấy chịu đã xuống 5 kg ăn mì trong 1 tháng và đã đi cả cái đất thành phố Hồ Chí Minh này để kiếm được công việc làm thì không phải chuyện dễ dàng. Và con mong chú là cứ yêu Đức Anh như từ đó tới giờ, nhưng mà chú hãy cho Đức Anh chọn cái mà Đức Anh muốn. Em có hình gia đình không? Không. Tại sao đi xa mà không có hình gia đình? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là nhiều người yêu cầu em hát, thì là có những ca khúc liên quan đến gia đình, ví dụ như mẹ tôi hay gì ấy, em luôn luôn từ chối. Em sợ em không kiểm được cái cảm xúc của mình khi hát những cái bài đấy. Và ảnh cũng vậy. Nhưng mà nếu hôm nay yêu cầu em hát được không? Vâng. Cho chị một câu mẹ tôi đi. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi. Thôi chắc em chỉ hát như vậy thôi. Nếu như ba của em thay đổi suy nghĩ, đồng ý và muốn em trở về để làm cái đam mê của em thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Em sẽ vui vì thứ nhất là ba đã cuối cùng đã đồng ý với con đường mà em chọn, nhưng mà em vẫn muốn làm điều em chọn với thành phố Hồ Chí Minh. Sống theo cái đam mê của mình cái đã, tại vì em mới 25 tuổi thôi. Nhưng nhớ là khó nhất, buồn nhất vẫn phải gọi điện về cho bố mẹ nha. Cho chị coi vài tấm hình trên cái máy em coi em làm gì trên máy đó. Dạ em thì cũng như anh Đại thôi ạ. Là hình của em thì em post lên Facebook hết. Vô Facebook coi hình. Ở đây là Facebook của em ạ. Nguyễn Đức Anh. Các bạn thân mến, ai có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật gì đó, gọi số điện thoại đó Đức Anh sẽ xuất hiện liền ngay lập tức. Hợp lý, hợp lý. Cái này là cái thời điểm 1 năm trước khi em còn tóc. Và đây là những cái ảnh mà em hát, và đây là những ca khúc mà em cover lại ở trên kênh của em. Các bạn thích cứ comment vào đấy thì mình sẽ cover lại dành tặng cho các bạn. Các bạn yêu cầu Đức Anh hát bài gì, Đức Anh sẽ cover lại cho các bạn luôn nha. Kết bạn ồ ạt vô nè, chia sẻ cho mọi người nè. Chủ yếu toàn hình ảnh đi hát thôi. Vâng, ở Facebook của em thì toàn là hình ảnh đi hát thôi ạ. Hương nghĩ là hai bạn này đều có kinh nghiệm sống rất nhiều. Bây giờ chị nghĩ cái người khó khăn nhất số 3 trong kia. Vậy thì chương trình sẽ dành cho Đông Nghi một ít phút nha. Bạn sẽ tự khám phá hai cái điện thoại của hai anh chàng này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy cùng nghỉ giây lạc trong vòng ít phút nha.